chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, hưởng chọn lộc trời, trúng quả cực to, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, phát tài cực giàu, nhờ tránh được 4 điều đại kỵ này. Kiếp người chẳng được quá dài, chớ bon chen để cực hoài tấm thân, ghét ganh chỉ để nhọc nhằn, chăm tu tâm để phúc phần dày hơn, ở đời giúp được thì nên, đừng gieo ngang trái mà thêm đắng lòng. Tà tâm tới lúc khốn cùng, giơ tay ai đỡ ai nâng hỡi người, sống qua nửa kiếp con người, ngỡ rằng đã thấm lẽ đời nhục vinh, tu tâm dưỡng tính hiền lành, gian nan mấy cũng sẽ dần vượt qua. Xem tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có thể thấy rằng, con giáp này trải qua tuổi trẻ vô cùng khó khăn, cơ cực vất vả, khốn khó đủ đường, nhưng Đức Phật có dạy rằng, đức năng có thể thắng số phận, nếu năng hành thiện, tu tâm tích đức, sẽ nhận được nhiều phúc báo, tiêu giảm đi ác nghiệp, vận số hanh thông, cuộc đời sẽ trở nên an lạc, tươi sáng hơn. Trời định sẵn tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, thuộc dòng dõi con nhà Huỳnh Đế, có số mệnh phú quý, giàu sang, nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý, mà trên bước đường thành công của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Thế nhưng, Đinh Tỵ không vì thế mà đánh mất đi tính bản thiện nhân chi sơ của mình và quả thật có đức mặc sức mà hưởng. Trong 6 tháng cuối năm 2024 sắp tới, cuộc sống của Đinh Tỵ sẽ sáng bừng trở lại, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi. Mọi vận xui xẻo tự nhiên biến đâu hết, đổi lại là may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc không có chân cũng ùn ùn kéo đến nhà như thác lũ, khiến Đinh Tỵ cũng phải giật mình thảng thốt về sự đổi đời ngoạn mục giàu sang nhanh chóng của mình. Đến cuối năm họ sẽ có cuộc sống tiền bạc đầy đủ, tinh thần viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý anh chị đi vào phần luận giải chi tiết tử vi con giáp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Trong 6 tháng cuối năm 2024 tại sao con giáp này lại trở nên đặc biệt? 4 điều chú ý này là những điều gì mà thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đời Đinh Tỵ như vậy? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đinh Tỵ sinh năm 1977 hay còn được gọi với cái tên khác là đầm nội chi xà, tức là rắn ở trong đầm, thiên can đinh, tương hợp nhâm, tương hình tân, quý địa chi tỵ, tam hợp tỵ dậu sửu, tứ hành xung dần thân tỵ hợi, mạng sa tát thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rắn, tướng tinh con cú, được bà chúa ngọc độ mạng. Tuổi Tỵ là con giáp thứ 6 trong bảng thập nhị địa chi, hình tượng tuổi Tỵ đi vào đời sống là con rắn, mang tính biểu trưng cho sự khôn ngoan, nguy hiểm, bí ẩn. Theo phương Tây, con rắn là hình tượng của lý luận, của kẻ giỏi miệng lưỡi để thuyết phục người khác thể hiện trong kinh thánh, nhưng cũng tượng trưng cho sự tinh khôn, biết cách luồn lách, sắc sảo. Theo văn hóa phương Đông, rắn là linh vật thể hiện quyền lực, sức mạnh, bảo vệ bí mật và của cải cho các bậc vua chúa thời xưa. Truyền thuyết Ai Cập thường xem rắn như là một vị thần linh tối cao, vị thần hộ mệnh cho các nhà vua. Trên các vương miện và quyền trượng của các vua pharaoh Ai Cập đều có chạm trổ hình rắn Naza bằng vàng hay đá quý. Trong tâm linh, hình ảnh rắn là một biểu tượng của thần linh của nhiều tôn giáo. Những cá nhân tuổi Tỵ rất giàu duyên với lĩnh vực tâm linh, thần học, dễ phát sinh một chủ nghĩa niềm tin tôn giáo sâu sắc. Người tuổi này có một trực giác rất tốt, cảm quan thứ 6 mạnh. Tuổi Tỵ bao gồm các tuổi Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, giờ Tỵ trong thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ, thời khắc mà khí dương đang phát triển. Ánh sáng mặt trời không quá chói chang, quyền lực thái dương tại Tỵ không phải là kẻ lộng hành, lạm quyền, vẫn trong quá trình phát triển, Tỵ còn biểu trưng cho tiền bạc, tài lộc và quyền lực. Xem tử vi chọn đời, tuổi Tỵ có chi Tỵ hành hỏa, cụ thể là âm hỏa, nếu ở ngọ là vị trí nơi dương cường bắt đầu suy, xuất hiện khí âm. Ở âm hỏa ở Tỵ là nơi cường dương mạnh mẽ và gần như là thuần khiết nhất, tinh túy nhất, âm hỏa không quá cường điệu hóa như dương hỏa trong cách thể hiện, cũng là khí chất của người quyết liệt, nhưng tuổi Tỵ không ưu tiên hành động, tụ tập trung, tận lực trong việc hình thành ý chí, sức mạnh nội lực từ bên trong. Tỵ không sợ đe dọa, không sợ thể lực hùng dũng bên ngoài, như thứ nọc độc tiết ra của loài rắn. Tỵ không dễ chịu khuất phục ý chí, ngấm ngầm của Tỵ là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Một khi xuất nọc độc, tuy ít nhưng đúng và trúng mục đích, đối phương bị khuất phục hoàn toàn, nội lực bên trong của âm hỏa toát ra là thái độ cống hiến hết mình. Sống có hoài bão, đam mê sôi sục, sự nghiệp và gia đạo tuổi Tỵ chậm nhưng chắc chắn, chuyên môn công việc và vận may về tình cảm tăng dần đều theo năm tháng.
Thường thường người đời chỉ thấy được thành quả hiện diện trước mắt, chẳng mấy ai rõ tuổi Tỵ đã nỗ lực, tính toán, có khi cân não lo toan thế nào. Tuổi Đinh Tỵ sinh mệnh Thổ là những người thật thà, tốt bụng và rất khôn ngoan. Họ giỏi trong việc tính toán, phân tích một khía cạnh vấn đề nào đó, luôn có cái nhìn sâu sắc, đa chiều và đầy hiểu biết. Vì thế, tuổi Đinh Tỵ thường được mọi người đánh giá cao. Trong cuộc sống, họ có nguyên tắc và những kỷ luật riêng của bản thân mình. Chính điều đó giúp cho tuổi Đinh Tỵ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc và có một cuộc sống khoa học. Vẻ bề ngoài những người sinh năm 1977 được đánh giá là khá trầm tính, ít nói. Thực ra họ không thích tiếp nhiều ở đám đông, chỉ muốn chuyện trò với những người thân cận. Xem tử vi 2024 Đinh Tỵ theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Đinh gặp Giáp bình hòa, vận khí bình ổn, ít bị ngoại cảnh tác động, tự mình làm chủ cuộc sống. Xét về địa chi, Tỵ gặp Thìn bình hòa, vận khí bình ổn, ít thăng trầm mạnh, công việc làm ăn y án như cũ, tài lộc vào giai đoạn tích lũy ổn định, sẽ gặp không quá nhiều trắc trở, rủi ro. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, công việc làm ăn có hướng mở rộng, tiền bạc thêm nguồn thu mới, gia đạo hay tình cảm đều được duy trì ổn định, hầu như không có biến cố lớn. Tiểu kết, tuổi Đinh Tỵ nam mạng sinh năm 1977 sẽ có một năm khá thuận lợi, vận khí dần đi vào ổn định, cứ y án việc cũ mà làm cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống. Việc làm ăn có hướng mở rộng thêm, tài lộc khá dồi dào, kinh doanh buôn bán có lộc, gia đạo hay sức khỏe đều ở ngưỡng hài hòa. Công việc, đây là năm sự nghiệp bán cát bán hung, có cát tinh che chở nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Tình cảm, do ngũ hành xung khắc lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điềm báo có sự rạn nứt, nghiêm trọng có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, ly hôn, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu tại mệnh, gây hung hiểm cho sức khỏe như tang môn, thiên cầu, nên cần đi đứng thận trọng kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tính mạng. Nhìn chung, năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành, nhiều may mắn, cơ hội khởi sắc đối với người tuổi Đinh Tỵ và có 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm vượng cát khí, phát tài, nổ lộc của con giáp này. Nếu Đinh Tỵ nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này chắc chắn sẽ đổi vận giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024, tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Người tuổi Đinh Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động trước đó. Công việc nhìn chung trong nửa cuối năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do Đinh Tỵ chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý trong năm Giáp Thìn, thiên can Giáp Mộc xuất hiện thương quan, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, chẳng những ít sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá. Họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào, bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là bản mệnh càng cần suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Tử vi 6 tháng cuối 2024 nhận định về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Đinh Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong nửa cuối năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới,
phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn, buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong 6 tháng cuối năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản, cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Về tình duyên, gia đạo. Dự đoán về tình duyên gia đạo người tuổi Đinh Tỵ 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy, hầu hết các cặp đôi sẽ kết hôn trong năm nay. Đây sẽ là một thời gian ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Sau một thời gian dài hẹn hò, người độc thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực và gắn đến mối quan hệ bền chặt với nửa kia, dù họ có thuộc hoàn cảnh sống, nền văn hóa và sắc tộc khác nhau. Nửa cuối năm nay, bạn sẽ cần dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu, hôn nhân của mình. Hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chăm sóc đến người đặc biệt cần bạn quan tâm, cuộc sống của bạn sẽ diễn ra tốt đẹp hơn và bạn có thể suy nghĩ kỹ trước khi lên kế hoạch sinh con trong năm này. Tổ chức các cuộc họp gia đình, cùng nhau chia sẻ các kế hoạch sẽ giúp không khí luôn hòa thuận, thống nhất và mọi người cùng giúp đỡ nhau giải quyết các vấn đề. Bên cạnh đó, bạn nên tránh xa những người có xu hướng tự ái để không bị hiểu nhầm, thị phi không đáng. Có một số mối quan hệ không tốt có thể sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng đó là điều nên xảy ra. Điều tốt nhất bạn nên làm cho mình là giữ sự thoải mái, an yên, điềm tĩnh của bản thân trong mọi tình huống. Những người bạn trung thành, đáng tin cậy mới thực sự khiến bạn quan tâm và dành thời gian cho họ. Về sức khỏe, tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Đinh Tỵ khuyên rằng bạn không nên chỉ lo lắng cho sức khỏe của người thân mà quên đi bản thân mình. Tại thời điểm năm nay, bạn cần phải đặt bản thân lên hàng đầu và quan tâm đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình. Đặc biệt, bạn nên giữ tâm lý thoải mái, bình an và vui vẻ trước mọi vấn đề của cuộc sống. Hãy tránh xa những tình huống căng thẳng gây mệt mỏi, luôn dành cho mình thời gian để thư giãn và thiền định, sẽ giúp nội tâm bạn không bị phiền nhiễu bởi bên ngoài. Tổng kết những điều tuổi Đinh Tỵ cần lưu ý trong năm 2024. Người tuổi Đinh Tỵ là người cố chấp và có lòng tự trọng khá cao. Trong năm 2024, quý bạn nên cố gắng mở rộng các mối quan hệ. Sự tương trợ từ những người xung quanh sẽ giúp bạn dễ dàng hóa giải các khó khăn. Đặc biệt, quý bạn cũng cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh vướng phải hạn thị phi. Nếu có ý định hợp tác làm ăn thì nên ưu tiên các đối tượng hợp tuổi như Tý, Thìn, Ngọ, Mùi. Ngoài ra, để hóa giải vận hạn, quý bạn cũng có thể tham khảo các cách như dâng sao cúng hạn đầu năm, sử dụng vòng tay phong thủy, cây cảnh phong thủy cho nơi sống và làm việc. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Đinh Tỵ trong 6 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 2024 tháng 6 âm lịch. Tử vi 2024 cho tuổi Đinh Tỵ tháng 6 âm lịch khá may mắn và thuận lợi, mặc dù không có cát tinh che chở, nhưng bản thân không sinh mâu thuẫn với nguyệt lệnh, ngũ hành cung mệnh lại được tiết khí bảo vệ, nên được xem là con giáp may mắn nhất tháng 6. Đầu tháng thương quan sinh vượng cho thấy người tuổi Đinh Tỵ sẽ không dễ dàng thỏa mãn với hiện tại, bạn sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, phá vỡ kỷ lục của chính mình. Ngoài ra, tính cách mạnh mẽ một lòng đi theo chính nghĩa cũng được mọi người yêu mến và quý trọng. Cuối tháng kiếp tài sinh vượng, nam mạng hào hùng, quyết đoán, dám làm dám chịu, nữ mạng anh minh khí chất, phiêu du tự tại. Ngụ ý một tháng vất vả khi dịch mã xuất hiện, người tuổi Đinh Tỵ muốn thành công thì cần chăm chỉ, bận rộn hơn rất nhiều. Được cục diện tam hội thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm đế vượng che chở, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Các kế hoạch dù là mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy, bạn không cần quá vất vả nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất, sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện. Đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao, dù đôi khi bạn vẫn có những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này. Tuổi Đinh Tỵ hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy thời cơ thăng tiến trong tháng 6 này, có như vậy,
vận xui phải chịu trong năm có thể giảm bớt phần nào. Thời điểm này, bản mệnh cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ, thu nhập chính có dấu hiệu tăng tiến khi các khoản lương thưởng được điều chỉnh. Ngoài ra, bản mệnh còn có nguồn thu phụ, kinh doanh, buôn bán đều có tin vui báo về, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tháng này có ảnh hưởng từ dịch Mã động tinh, đồng nghĩa là bản mệnh tất bật, vất vả trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu. Nhưng bù lại tài lộc càng vượng, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, kiếm tiền được nhiều và nhanh hơn. May mắn là các khoản thu nhập chính phủ ổn định nên bạn có thể trang trải cuộc sống ổn thỏa, song vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý. Cho vay mượn cần đúng người đúng việc, chớ nên vì nhẹ dạ mà cả tin, đưa tiền cho những người không xứng đáng. Những người làm kinh doanh cũng nên lưu ý tiến hành mọi thứ theo kế hoạch, thận trọng từng bước một, chứ đừng nhanh, ẩu, đoảng mà nhận phải cái kết đắng. Tử vi tuổi Đinh Tị 2024 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Tị tháng 7 âm lịch có vận trình 8 phần cát, 2 phần hung, quý nhân tọa mạng, yên tâm làm ăn, mặc dù tháng 7 vốn là một tháng không có lợi theo truyền thuyết dân gian. Tuy nhiên người tuổi Đinh Tị lại có bố cục vô cùng thuận với nguyệt lệnh, thái âm cát tinh ngụ ý bạn nên gần gũi và giao lưu làm ăn với nữ giới thì sẽ cát lợi. Đầu tháng Tỷ Kiên lâm vượng, vị thế cạnh tranh trong công việc của bạn tốt hơn, dễ dàng giành được nhiệm vụ tốt. Cuối tháng Thiên Ấn lâm suy ngụ ý con đường sự nghiệp có trắc trở, cần bản mệnh vững vàng hơn. Người tuổi Đinh Tị bước vào tháng Giáp Thân được hưởng cát khí từ cục diện tị thân nhị hợp, nên vận trình sự nghiệp có nhiều bước phát triển thuận lợi, công việc được lãnh đạo trọng dụng. Bạn nên tranh thủ thời gian trong tháng mà phát huy khả năng bản thân, cơ hội nhận nhiều ưu đãi sẽ giúp bạn thăng tiến, cải thiện chất lượng nhiều mặt của cuộc sống. Một số dự án bị trì trệ hoặc gặp trục trặc trước đó cũng được khơi thông ở thời điểm này, bản mệnh hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ yên khi mọi việc đều nằm trong tầm tay của mình. Có điều, tuổi Đinh Tị khá tham vọng, muốn ôm đồm nhiều việc cùng lúc nên đôi khi vẫn cảm thấy áp lực và chưa thực sự hài lòng với những gì mình đạt được. Khi đó, bạn sẽ để cho ngọn lửa tham vọng dẫn dắt bản thân hành động mạnh mẽ hơn nữa, kéo theo mức độ cạnh tranh cũng ngày càng cao hơn. Trong cát tàng hung, công việc tốt đẹp nhưng cũng khó tránh áp lực từ đồng nghiệp, lãnh đạo hay từ chính bản thân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không vì chút trở ngại mà chùn bước thì kết quả tháng này vẫn khá hứa hẹn, mọi sự nỗ lực của bạn rồi sẽ tiến triển tốt và nhiều thu hoạch. Cùng với những suôn sẻ trong công việc, đường tài lộc của con giáp tuổi Đinh Tị cũng khởi sắc chẳng hề kém cạnh chút nào. Tháng 7 là tháng cô hồn, dân gian quan niệm sẽ có nhiều điều xui xẻo. Nhưng có lẽ điều này đúng với người khác, chứ người tuổi Đinh Tị vẫn còn may mắn lắm, nhất là khi có thực thần chiếu mệnh, đường kinh doanh của những chú rắn khá vượng phát, các mối làm ăn đều thuận lợi. Thậm chí, có người còn được hưởng lộc trời ban, quý nhân dẫn dắt nên túi tiền càng thêm rủng rỉnh, khoản tích lũy tăng dần cho những dự định quan trọng trong tương lai. Nhưng ngay từ đầu tháng, bạn vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, dẫn tới phá tài. Thứ tài tuy thăng tiến nhưng làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Điều duy nhất khiến bạn phiền lòng trong tháng này có lẽ đến từ sức khỏe của bản thân. Nguyệt lệnh đi vào đất bệnh, thể trạng của con giáp này khó mà tốt được, có thể là bệnh cũ tái phát hoặc bệnh vặt nhưng không điều trị dứt điểm, khiến bản mệnh lao đa một phen. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Đinh Tị thì không có nhiều biến động rõ ràng. Người độc thân có lẽ vẫn cần chờ tới thời điểm thích hợp hơn hoặc khi duyên tới, thay vì cứ đâm đầu vào những mối quan hệ ngắn ngủi, vô ích hiện tại. Tử vi tuổi Đinh Tị 2024 tháng 8 âm lịch. Cuộc sống của con giáp tuổi Đinh Tị tháng 8 âm này rất năng động, bất chấp hoàn cảnh có thế nào đi nữa, bản mệnh rất chủ động trong việc làm mới cuộc sống của mình. Ảnh hưởng mạnh mẽ của cá tính chủ động, thích kiểm soát tình hình này đã giúp cho tín chủ có một tinh thần cứng như thép trong tháng mới. Điều này là vô cùng cần thiết để bạn đối mặt với những trở ngại, không chịu chùn bước với khó khăn trước mắt. Trong công việc, bạn không ngừng làm mới để tạo cảm hứng cho bản thân, bạn có thể đưa ra sáng kiến và ý tưởng thú vị, đồng thời có một tinh thần mạnh mẽ vượt qua các chướng ngại vật. Nhưng đừng vì kiêu căng hay cao ngạo mà dễ bị người khác ghen ghét, tức giận hoặc cố tìm cách làm hại bạn cho bõ tức. Do đó, trong cách hành xử hàng ngày, bạn nên trò chuyện một cách từ tốn,
kiên nhẫn với mọi người nhé. Theo thời gian, mọi thứ dần dần sẽ ổn định hơn. Khi loại bỏ được những trục trặc ban đầu, bạn sẽ có những bước tiến thuận lợi ở giai đoạn sau. Những người đang tìm kiếm việc làm thêm có thể nhận được những lời đề nghị hấp dẫn để bắt đầu công việc. Những người làm công ăn lương có thể được tăng lương, cũng như có sự thăng tiến đáng kể. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Đinh Tỵ tháng này thêm phần rực rỡ, nhất là những ai biết nắm bắt thời cuộc, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người chán nản, bỏ bê. Có thể nói tháng này bạn đang có lộc, do đó cần tập trung nắm bắt và tận dụng hết những gì mình đang có. Sao Đế vượng nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi này thuận lợi hơn, kinh doanh và đầu tư nhờ đó mà có lợi. Với những ai năng động có thể gặt hái được kha khá lợi nhuận như mơ ước. Nhiều người tuổi Đinh Tỵ chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn tích lũy được kha khá và thậm chí có thể mua nhà cửa, sắm sửa thêm cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian này, bạn nên để dành một khoản nhỏ để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của bạn, mà còn mang lại cho bạn không ít niềm vui khi cùng san sẻ nỗi vất vả với người khác. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bạn hanh thông, thuận lợi, nhất là người độc thân. Hứa hẹn sẽ có những câu chuyện thú vị cùng người khác giới, cho dù đó chỉ là vài ba lời tán tỉnh cho vui cũng đủ khiến tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 2024 tháng 9 âm lịch. Tử vi người tuổi Đinh Tỵ tháng 9 âm lịch nằm trong top con giáp may mắn thứ nhì, dù rằng tháng có hành thổ vượng nhưng lại là dương thổ, nó mang tới rất nhiều nguồn năng lượng cho mạng hỏa. Đầu tháng do Tân Kim làm chủ nên vẫn còn nhiều khó khăn, chính ấn gặp bất lợi, ngũ ý công việc nhiều thử thách. Cuối tháng Tỷ Kiên Lâm vượng ý chỉ công việc tiền bạc có bạn bè, họ hàng bằng tuổi giúp đỡ và tiểu hao tọa mệnh cũng khiến bạn tổn thất chút ít về tiền bạc. Người độc thân thì có Hồng Loan che chở, khiến chuyện tình cảm lứa đôi thêm thuận hòa. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Tỵ có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này, một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Lâm quan giúp con giáp giàu kinh nghiệm này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng, khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Vì vậy, trong khi mọi người có xu hướng trốn tránh khi được giao trọng trách, thì bạn lại sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ. Sự năng nổ, hoạt bát cũng giúp rất lớn trong việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn nhận thấy rằng tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể phát triển vững mạnh, đồng thời cũng giúp mình có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Thiên Vu Cát Tinh là dấu hiệu tích cực trên con đường thăng quan tiến chức của bạn. Chỉ cần không ngừng cố gắng phấn đấu, bạn sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo, tự tạo cơ hội để thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Đinh Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên, nên rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước ít nhiều. Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù, chăm chỉ của mình, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Người làm ăn kinh doanh có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian này, bạn luôn tự chủ trong việc đưa ra quyết định và thường không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu kết hợp được cả hai mặt vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe, thì bạn sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Có điều, người tuổi này cũng cần phải chú ý đến tác động của tiểu hao đối với tình hình tài chính của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi người tuổi Đinh Tỵ tháng 10 âm lịch được coi là con giáp mất nhiều tiền nhất khi đại hao tọa mệnh. Nửa đầu tháng bạn gặp khá nhiều vất vả do ngũ hành nguyệt lệnh mậu thổ không ủng hộ. Thực thân gặp vượng nên vận mệnh người tuổi Tỵ bình an, hạnh phúc. Người tuổi Đinh Tỵ có điểm về chuyện ăn uống, hay được mời, tài hoa nở rộ nên tài nguyên vô cùng lớn. Đến cuối tháng Ất Mộc tọa mạng, vận thế người tuổi Đinh Tỵ gặp suy thoái, thiên ấn lâm hãm địa ngũ ý có điểm mất tiền, chi tiêu vào sửa chữa rất nhiều, bản tính tự phụ ỷ lại khiến vận khí đi xuống nhiều. Ngoài ra, tín chủ còn cần phải thận trọng với vận khí tương xung, mang nhiều điểm tiểu nhân phá hoại. Trong tháng này, tuổi Đinh Tỵ phải làm việc tất bật gấp nhiều lần so với thời gian trước đó, thì may ra kết quả mới khả quan, còn nếu lười nhác, chủ quan thì chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh ngày càng thiếu sự hài hòa, bản mệnh nên tiết chế cảm xúc, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác kẻo rước họa vào thân. Làm phúc phải tội, thời điểm này cần hành sự thận trọng, tiến hành từng bước, chậm nhưng chắc, như vậy mới hạn chế sai lầm phát sinh.
Việc kinh doanh, buôn bán trong tháng cũng gặp nhiều khó khăn, có thể do đối thủ cạnh tranh quá lớn, gây sức ép lên bạn, cũng có thể vì làm ăn bất cẩn, chủ quan mà để mất một vài đơn hàng có giá trị. Sang tháng 10 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy đại hao chủ về hao tán tiền của hoành hành khiến tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Trong khi các nguồn thu không tăng thì các khoản chi lại quá nhiều, khiến việc chi tiêu mất cân đối, có bản mệnh còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống khá eo hẹp. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là những hạng mục mang tính mạo hiểm, cần lượng sức mà bảo toàn hoặc rút lui nếu đang có dự án dang dở. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 2024 tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ tháng 11 năm 2024 âm lịch, vận may về tiền bạc đang đến với bản mệnh, nhưng vận trình tình cảm đang xuống dốc, khuyên bạn nên sống thật với cảm xúc của mình, rồi bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Đinh Tỵ âm lịch, những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề đáng ngại. Với những người nhiều kinh nghiệm như bạn, Đinh Tỵ sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng, thậm chí thì đây còn là cơ hội cho bạn trưởng thành. Vì thế, đừng lo lắng quá nhiều. Nhờ thiên ấn nâng đỡ, nên cuối cùng công việc của bản mệnh cũng sẽ hanh thông, thuận lợi ngay thôi. Đinh Tỵ ít nhiều đã phải tự vấn về giá trị bản thân suốt những tháng gần đây và có thể cơ hội cao là câu trả lời sẽ đến với bạn trong tháng 11 này. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy, những tuổi Đinh Tỵ đang ở giai đoạn 48 tuổi này sẽ có cơ hội phát triển rực rỡ sau thời gian 10 năm nỗ lực không ngừng. Chăm chỉ một cách thông minh sau mỗi lần vấp ngã của mình, đường quan lộc mở ra trước mắt đầy hứa hẹn, chỉ đợi họ gặt hái thành công nữa mà thôi. Tứ lục bay về phương Tây Nam cho thấy, có nguy cơ tai tiếng bùa vây, họa vạ miệng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một số người muốn trở thành trung tâm thông qua những sự kích động mà họ mang lại trong nhóm. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thận trọng với những lời khiêu khích của họ, chưa chắc đã là tích cực nếu bạn hưởng ứng họ đâu. Tử vi tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Đinh Tỵ thời gian này muốn tập trung để cải thiện tình hình tài chính và khi bạn càng tìm hiểu bạn càng tò mò hơn về cách người khác làm giàu. Bạn rất muốn học theo cách tư duy khác lạ của họ so với những người thông thường và chính điều đó đã khiến họ trở thành những người thành công. Việc làm theo vẫn là điều khó khăn đối với con giáp tuổi Tỵ, nhưng trong lòng bạn đang đầy sự quyết tâm. Trong thời gian này, khi cũng đã tích lũy được một khoản kha khá, thì bạn càng nung nấu mong muốn đầu tư. Đó chính là lý do bạn trở thành con giáp háo hức học đầu tư cuối năm 2024 này. Không chỉ học hỏi mà chính bạn cũng muốn thực hành và hứa hẹn nhờ có sao tử vi trợ lực. Nên bạn sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng cá kiếm thú vị, vừa táo bạo nhằm áp dụng lý thuyết vào thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Song, bạn vẫn nên xác thực độ khả thi trước khi tiến hành hiện thực hóa chúng nhé. Hơn nữa, việc mới bước vào lĩnh vực đầu tư không tránh khỏi việc thất bại, mất tiền. Hãy xem đó là kinh nghiệm đáng quý cho những lần sau. Hơn nữa, bạn lưu ý là phải đi từ lớn đến nhỏ thôi nhé. Đừng quá tham lam khi mà kiến thức của bạn còn quá ít ỏi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 2024 tháng 12 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Tỵ tháng 12 âm lịch là tháng Đinh Sửu, trong đó nguyệt lệnh làm chủ là sau tiểu hàn 9 ngày quý, 3 ngày tân và 18 ngày ất. Có thể thấy vận số tháng này của người tuổi Đinh Tỵ có thể coi là khả quan, đầu tháng mọi việc trắc trở không thuận lợi, đến cuối tháng lại thuận lợi không ngờ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc, điểm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung, con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Có thể nói, gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Tỵ ngày càng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở. Có điều, may mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công, những ai hăng hái, tích cực làm việc, miệt mài cố gắng ắt thu thành quả xứng đáng và ngược lại, ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả đạt được sẽ rất bình thường.
Trong tháng Ất Sửu này, tuổi Đinh Tỵ gặp được cục diện bán hợp trợ lực nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ, phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy. Đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, dù tiền bạc có rủng rỉnh đến đâu, bạn cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt, sắm Tết ở mức độ vừa phải và hợp lý. Đường tình duyên của tuổi này cũng thuận lợi hơn trước, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong tháng, tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024. Ngày nay, rất nhiều người trẻ tuổi tìm đến cửa Phật cầu phát tài, cầu may mắn, làm sao để cát lợi đến gần, hung khí tránh xa. Nhưng trên thực tế, may mắn, phúc phận đều là do bản thân mình quyết định, chúng không phải là thứ cứ cầu xin là có được. Đừng tìm đến cửa Phật chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh, hãy hỏi lại chính bản thân, chính lương tâm rằng mình đã làm việc thiện đủ chưa. Dưới đây là 4 điều đại kỵ gây tổn hại đến phúc phận của một người, đáng tiếc thay đang có rất nhiều người vô tình hay hữu ý mắc phải. Điều cấm kỵ thứ nhất, khoe khoang bản thân. Trong cuộc sống, có rất nhiều người thích khoe khoang bản thân, có người thích khoe khoang tiền bạc, háo hức tô điểm cho mình bằng sự hào nhoáng bên ngoài. Có người thích khoe khoang mình đang ở trong một hội nhóm nào đó và có vẻ như họ quen biết ai thì đã có thể trở thành người đó, hay ở trong hội nhóm nào thì có thể kiểm soát tài nguyên đó. Một số khác thì quá mê đắm cái tôi vượt trội, thích khoe khoang thành tựu trước đây của bản thân mà quên đi việc cải thiện chính mình. Tất cả những điều này cho thấy tầm nhìn của người đó là quá hạn hẹp, nội tâm thật nhỏ bé. Tục ngữ có câu, người khôn càng biết giấu mình, kẻ dại thường hay khoe khoang, người đủ chín chắn sẽ hiểu được rằng tiền bạc là thứ bảo đảm cho cuộc sống. Song không phải vốn liếng để khoe khoang, bản chất của hội nhóm là trao đổi tài nguyên, cho dù vinh quang của những người xung quanh bạn là vô hạn, thì nó cũng không liên quan gì đến bạn. Những thành tựu trong quá khứ đều là phần mở đầu, vậy nên học cách khiêm tốn, không ngừng nâng cao bản thân mới là con đường dẫn đến thành công lâu dài. Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời, một người thực sự ưu tú họ biết buông bỏ sự phù phiếm và sẽ không khoe khoang hay tỏ ra kiêu ngạo. Điều cấm kỵ thứ hai, nói xấu sau lưng người. Hay nói xấu sau lưng cho thấy phẩm hạnh không tốt, người hay ăn nói lung tung, không có căn cứ, cho thấy người đó không có giáo dưỡng, có gì bất mãn thì hãy nói ngay trước mặt, đó gọi là lời thật mất lòng, có gì không đúng thì cứ nói thẳng ra, đó gọi là có sao nói vậy. Bàn luận sau lưng người sẽ chỉ khiến bạn trở thành kẻ thích ngồi lê đôi mách và chính bạn cũng trở thành kẻ tiểu nhân trong mắt người khác, ngồi lê đôi mách hại người không nhẹ. Nói xấu sau lưng khiến bạn gặp rắc rối, có thể lời bạn nói chỉ là vô tình, không có ý gì khác, nhưng nếu bị người có dụng ý xấu nghe được, không chỉ khiến bạn danh tiếng ảnh hưởng, mà còn ảnh hưởng đến sự hòa thuận, đánh mất lòng tin của đối phương, thậm chí khiến một mối quan hệ của bạn đi đến ngõ cụt. Vậy nên, tốt nhất là hãy ngồi yên lặng và nghĩ về lỗi lầm của chính mình, không nên đàm luận cái sai của người khác, không kể lỗi người, không ăn nói tùy tiện, ít bắt bẻ, trao gửi sự tôn trọng và đồng cảm, đó cũng là tích phúc cho mình vậy. Điều cấm kỵ thứ ba, cấm kỵ tức giận. Tức giận giống như một mồi lửa đốt cháy phúc phận của chúng ta. Khi tức giận, ta có thể làm ra những chuyện tổn thương đến bậc trưởng bối, người thân, bạn bè, vậy thì nghiệp quả mà ta phải gánh lại càng nặng hơn nữa. Sau sát sinh thì tức giận là hành vi làm tổn hại phúc đức của con người nhiều nhất. Điều cấm kỵ thứ tư, nói những lời sắc láo với trưởng bối. Làm con cái mà hỗn láo với cha mẹ thì đó là người có phúc phận cực kỳ kém, dù có cầu nguyện bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn phúc phận của mình. Người xưa có câu, trăm nết thiện hiếu đứng đầu, đối với cha mẹ mà nói lời sắc láo,
thái độ khinh nhờn thì quỷ thần đều phẫn nộ, vì thế thần Phật cũng sẽ không bảo vệ những người như thế. Bởi vậy, nếu công việc không thuận lợi, gia đình không hòa thuận, con cái chẳng nghe lời, ta phải xem lại cách mình đối đãi với cha mẹ, tôn trọng người lớn tuổi, hiếu thảo với mẹ cha, mọi thứ sẽ thay đổi, hung khí bị đuổi đi, phúc ấm lại quay về, làm việc gì cũng thuận lợi, dài lâu. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.